Test 15, đề số 15. Câu 1. Hai ngôn ngữ đã được sử dụng trên khắp nước Anh vào thời Trung Cổ là gì? Thứ nhất là Welsh, thứ hai là Gaelic, thứ ba là Norman French và thứ tư là Anglo-Saxon. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba và thứ tư. Có nhiều sự phát triển của một nền văn hóa và bản sắc dân tộc vào thời Trung Cổ. Trong cuộc chinh phục Norman, nhà vua và các nhà quý tộc của ông đã nói tiếng Norman French và những người nông dân thì tiếp tục nói tiếng Anglo-Saxon. Câu 2, năm 1776, các nước thuộc địa nào của Anh tuyên bố độc lập với khẩu hiệu không có đại biểu trong quốc hội thì không trả thuế? Bắc Phi, châu Á, Bắc Mỹ hay Nam Phi? Thì đáp án đúng ở đây là North American, Bắc Mỹ. Năm 1776, 13 thuộc địa Bắc Mỹ tuyên bố độc lập khỏi Anh, tuyên bố rằng mọi người có quyền thành lập chính phủ của mình thông qua bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 1976. Câu 3, Nước Anh được cai trị như một nước Cộng Hòa chứ không phải bởi một quốc vương khi nào. Thứ nhất khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhất chết mà không có người kế vị. Thứ hai khi vua Charles đệ nhất bị xử tử. Thứ ba khi cuốn Carta Magna hạn chế quyền lực của nhà vua. Và thứ tư là khi Harold chết sau trận chiến Hastings. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai. Khi vua Charles đệ nhất bị xử tử, chế độ quân chủ bị lật đổ, Anh trở thành một nước Cộng Hòa trong khoảng một khoảng thời gian. Câu 4. Bộ phim nào được sản xuất tại Anh là một trong những bộ phim thành công nhất về mặt thương mại trong mọi thời đại và là một trong những thương hiệu phim có doanh thu cao nhất? Thứ nhất là Harry Potter, thứ hai là Người Nhẹn, thứ ba là Chúa Tể của những chiếc nhẫn và thứ tư là Indiana Jones. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Một số bộ phim thành công nhất về mặt thương mại trong mọi thời đại bao gồm hai bộ phim có doanh thu cao nhất, đấy là Harry Potter và James Bond được sản xuất tại Anh. Câu 5 Những người nông dân đầu tiên đến Anh khi nào 10.000 năm trước, 6.000 năm trước 15.000 năm trước hay 2.000 năm trước Thì đáp án đúng ở đây đáp án thứ hai 6.000 năm trước Thì những người nông dân đầu tiên đã đến Anh Câu 6 Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc khi nào Thứ nhất là vào lúc 12 giờ tối ngày 11 tháng 11 năm 1914 Thứ hai là 12 giờ tối ngày 11 tháng 11 năm 1918 Thứ ba là vào lúc 11 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 1914 và thứ tư là vào lúc 11 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 1918. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc vào lúc 11 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 1918 với chiến thắng thuộc về Anh và các nước đồng minh. Câu 7. Lệnh tòa án có thể bảo vệ một người khỏi một cuộc hôn nhân bị ép buộc không? Thì đáp án ở đây là yes. Có, lệnh của tòa án có thể giúp bảo vệ một người khỏi bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân hoặc để bảo vệ một người trong một cuộc hôn nhân cưỡng ép. Câu 8, Mary Peters đã giành được huy chương nào trong thế vận hội Olympic năm 1972? Thứ nhất là cô ấy không giành được huy chương nào thứ hai là huy chương bạc thứ ba là huy chương vàng và thứ tư là huy chương đồng thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba go huy chương vàng sinh ra ở manchester mary peter chuyển đến northern ireland khi còn nhỏ mary peter là một vận động viên tài năng đã giành được huy chương vàng olympic trong cuộc thi năm môn phối hợp năm 1972 câu 9. các vụ án tại tòa án cho trẻ vị thành niên ở england wales và northern ireland thường được xét xử bởi ai chọn hai câu trả lời thứ nhất là tối đa 3 thẩm phán được đào tạo đặc biệt thứ hai là thẩm phán quận, thứ ba là một cảnh sát trưởng và thứ tư là tối đa năm thẩm phán được đào tạo đặc biệt. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất và thứ hai. Thì ở Anh, xứ Wales và Northern Ireland, nếu một người bị buộc tội ở độ tuổi từ 10 đến 17 tuổi, vụ án thường được xét xử tại tòa án dành cho trẻ vị thành niên trước ba thẩm phán được đào tạo đặc biệt hoặc trước thẩm phán quận. Câu 10. Alan Turing đã phát minh ra điều gì vào những năm 1930? Thứ nhất là động cơ phản lực, thứ hai là tivi, thứ ba là máy Turing và thứ tư là bút bi. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba. The Turing machine là một thiết bị toán học lý thuyết được phát minh bởi Alan Turing, nhà toán học người Anh vào những năm 1930. Ông được gọi là cha đẻ của ngành khoa học máy tính. Vì tất cả những chiếc máy tính mà chúng ta đang sử dụng ngày nay thì đều dựa trên mô hình toán học mà ông đã nghiên cứu vào những năm 1930. The Tearing Machine Câu 11. Cuốn sách nào dưới đây cho chúng ta biết về cuộc sống ở Anh ngay sau cuộc trinh phạt Norman? Thứ nhất là cuốn The Domesday Book. Thứ hai là The Book of Common Prayer. Thứ ba là The Canterbury Tales. Và thứ tư là The Carta Magna. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. William đã gửi mọi người đi khắp nước Anh để lập danh sách của tất cả các thị trấn và làng mạc, những người sống ở đó, những người sở hữu đất đai, những động vật họ sở hữu. Điều này được gọi là cuốn sách Domesday. Nó vẫn tồn tại đến ngày nay và đưa ra một bức tranh về xã hội ở Anh ngay sau cuộc chinh phạt Norman. Câu 12, ai đã lãnh đạo một nhóm các nhà khoa học lần đầu tiên phân tách nguyên tử? Thứ nhất là Alexander Fleming, thứ hai là Alan Turing, thứ ba là Ernest Rutherford và thứ tư là Sir Peter Mansfield. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba. Các nhà khoa học do Ernest Rutherford dẫn đầu làm việc tại Manchester và sau đó là Đại học Cambridge là những người đầu tiên tiến hành phân tách nguyên tử và đã tham gia dự án Manhattan ở Hoa Kỳ nơi phát triển bom nguyên tử. Câu 13. Bài hát nào được hát bởi những người Anh và ở một số quốc gia khác khi họ ăn mừng năm mới? Uh, thứ nhất là All Land Jai, thứ hai là The British Anthem, thứ ba là Jingle Bells, và thứ tư là White Christmas. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, bài All Land Jai. Câu 14. Cuộc nội chiến Anh năm 1642 diễn ra giữa những phe nào? Thứ nhất là The House of York and The House of Lancaster, thứ hai là The Anglo-Saxon and The Vikings. Thứ ba là The Cavaliers and the Roundheads Và thứ tư là The House of Fraser and the House of Stewart Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba Cuộc nội chiến giữa nhà vua và quốc hội bắt đầu vào những năm 1642 Đất nước chia thành những người ủng hộ nhà vua gọi là Cavaliers Và những người ủng hộ nghị viện gọi là Roundheads Câu 15. Hai trong số những pháo đài nào dưới đây là một phần của bức tường Hadrian? Thứ nhất là Vindolanda, thứ hai là Maiden Castle, thứ ba là Halstead và thứ tư là Grimsby. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất và thứ ba. Câu 16. Tôn giáo của những người thanh giáo là gì? Thứ nhất là Ấn Độ giáo, thứ hai là Công giáo, thứ ba là Đạo Sikh và thứ tư là Đạo Tin Lành. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Những người thanh giáo là một nhóm người theo đạo tin lành đi theo khuyên hướng tìm kiếm sự tinh tuyền trong thần học và thờ phượng. Câu 17. Tên của những người Ireland đã ủng hộ độc lập hoàn toàn khỏi vương quốc Anh trong thế kỷ 19 là gì? Thứ nhất là Finians, thứ hai là... Quakers Thứ ba là Highlanders Và thứ tư là Subfractures Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất Phong trào dân tộc Ireland đã phát triển mạnh mẽ trong suốt thế kỷ 19 Một số chẳng hạn như người Finian ủng hộ độc lập hoàn toàn Câu 18 Hai nhóm nhạc pop của Anh nào nổi tiếng trong thập niên 60 Thứ nhất là The Rolling Stones Thứ hai là The Beatles Thứ ba là Upper Và thứ tư là Radiohead Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất và thứ hai À, vào thập niên 1960 đó là thời kỳ thay đổi xã hội đáng kể có sự phát triển trong thời trang, điện ảnh và âm nhạc nổi tiếng của Anh. Hai nhạc, nhóm nhạc pop nổi tiếng lúc bấy giờ là The Beatles và The Rolling Stones. Câu 19, độ tuổi tối thiểu cần thiết để lái xe mô tô là bao nhiêu? 16 tuổi, 17 tuổi, 18 hay 21 tuổi thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai. 17 years old. Ở Anh độ tuổi tối thiểu để lái xe hơi hoặc mô tô là 17 và bạn phải có bằng lái xe để được tham gia giao thông. Câu 20, các thành viên của thượng nghị viện được gọi là peer, tức thượng nghị sĩ được bầu bởi người dân đúng hay sai? Thì đáp án ở đây là false, sai. Câu 21. Khi nào thì đạo luật giải phóng đã xóa bỏ chế độ nô lệ trên khắp đế quốc Anh? năm 1835, năm 1823, năm 1807 hay năm 1833? Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Vào năm 1833, đạo luật giải phóng đã xóa bỏ chế độ nô lệ trên khắp đế quốc Anh. Câu 22. Ai chịu trách nhiệm về Vấn đề tội phạm, chính sách và nhập cư ờ, Thứ nhất là Bộ trưởng Bộ Tài chính Thứ hai là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thứ ba là Chủ tịch hạ nghị viện Và thứ tư là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư Thì Bộ trưởng Nội vụ chịu trách nhiệm về tội phạm, chính sách và nhập cư Câu 23 Bộ phim Wallace and Gromit của Nick Park thuộc thể loại nào? thứ nhất là một vở opera thứ hai là một bộ phim câm thứ ba là một bộ phim hoạt hình và thứ tư là một bộ phim hành động thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba một bộ phim hoạt hình thì bộ phim hoạt hình wallace and gromit của nick park đã từng đoạt giải oscar cho phim hoạt hình hay nhất Câu 24, bất cứ ai bạo lực với bạn đời của họ, dù là đàn ông hay phụ nữ, đã kết hôn hay sống chung đều có thể bị truy tố pháp luật, đúng hay sai? Thì đáp án ở đây là truth, đúng. Bất cứ hành vi bạo lực gia đình nào, dù là đàn ông hay phụ nữ, đã kết hôn hay sống chung đều có thể bị truy tố theo pháp luật.